Tại sao chuột hamster lại thích chạy wheel? Bất kỳ ai khi chọn nuôi chuột hamster cũng đều trang bị cho bé cưng của mình một chiếc wheel. Ở ngoài tự nhiên thì chuột hamster có thể chạy lên đến 8 km chỉ trong một đêm. Và vì hamster thích chạy, nó đã ăn sâu vào gen di truyền của chúng và cung cấp cho chúng một lượng endorphin dồi dào, hay còn gọi là cảm giác phấn khích của người chạy. Chạy trên wheel giúp chúng bình tĩnh và tìm lại sự cân bằng về tâm sinh lý, giảm stress. Ngoài ra, khi mình nhốt chúng trong một cái chuồng nhỏ, chúng chỉ việc ăn, chơi và ngủ thì dễ gây ra béo phì. Lúc này chúng đã có ý thức giữ cho body cân đối nên cần có một chiếc wheel trong chuồng để giữ cho sức khỏe và ngăn ngừa béo phì của chúng. Hơn nữa, chuột hamster cái khi chạy wheel sẽ có khả năng sinh sản cao hơn so với các bé chuột cái không tập thể dục với wheel.